Ủa cái gì á Bin? Ở các bạn ơi, có cái lồng chim đây nè. Trời chim hát hay dữ vậy. Bạn Bin ơi, lấy cái lồng về bạn Bin ơi. Lấy lồng về. À, trời ơi, cho các bạn xem với con chim màu gì đây. Ê các bạn ơi, một cái lồng chim có con chim màu xanh với con chim màu vàng nữa. Wow. Ủa bên kia có gì nữa hả bạn Bin? Cái gì vậy? Trời các bạn ơi, chơi nó cây quá trời đồ chơi luôn nè. Ủa cái gì vậy ta? Rồi rớt rồi, một cái gì đây? À một cái đồ súng bắn bong bóng hình Doraemon. À trên cây còn gì nữa hả bạn Bin? Còn gì nữa hả con? Ê các bạn ơi, còn quá trời đồ chơi luôn. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ khiều xuống nha. Cái gì vậy? À một siêu nhân robot. Quá wow, còn gì đây? Ui một mặt quả trứng màu hồng luôn. Hồng cho các bạn xem chứ. Đây các bạn ơi, một quả trứng màu hồng đẹp quá. Gì nữa bạn Bin? À một quả trứng màu xanh lá cây nữa kìa. Một siêu nhân luôn. Wow. Đây một siêu nhân màu xanh lá cây. Rồi còn gì nữa không? Đây một quả trứng màu xanh lá cây nè. Rồi bạn Bin bây giờ khiều cái bộ đồ chơi câu cá với đập con vịt nè. À con vịt hay con gà? Con gà các bạn ơi. À, rớt cái trứng rồi hả? Trứng khủng long nó chạy á hả? Rồi các bạn ơi, một cái quả trứng khủng long nó chạy. Rồi bay lên, bay lên. Ôi lấy được chưa? Wow hay quá các bạn ơi, bạn Bin lấy được cái bộ đồ chơi câu cá rồi. Đây còn nữa không? Gì nữa hả? Rồi một quả trứng màu xanh lá cây nữa. Đây một quả trứng màu xanh lá cây hình Pokemon. Còn không? Còn không? Rồi hết rồi hả? Còn đâu, kiếm thử rồi còn không? Nè siêu nhân kìa, siêu nhân trong gốc cây nè. Đây. Ồ, núp trong lá cây nè. Thấy không? Và xin chào bạn Bin nha, con chào các bạn đi. Ê các bạn ơi, bạn Bin con có bộ đồ chơi gì vậy? À bộ đồ chơi câu cá mà hình con gà đó hả? Ê rồi cái gì nữa đây? Trời quá trời trứng luôn nè các bạn ơi. Rồi bạn Bin nằm luôn rồi hả? Đây bạn Bin có thêm một bộ đồ chơi Doraemon bắn bóng nè. Rồi bây giờ mình gắn vô bắn bóng thử nha. À mình gỡ này trước hả? Rồi gỡ ra. Rồi bây giờ mình mở bộ đồ chơi câu cá ra nè các bạn ơi. Đây đồ chơi câu cá hình con gà đẹp quá. Ý trời, rớt cá hết rồi. Rớt cá hết rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ gắn pin vô nha. Mình gắn pin vô. Rồi đây nè các bạn ơi, mình gắn pin xong rồi nghe. Bây giờ mình bắt lên thử đi bạn Bin ơi. Bắt lên đi. Đâu rồi? Bắt chỗ nào ta? À bắt chỗ này nè. Rồi bắt lên. Bắt cua. Rồi bây giờ bỏ con cá vô nha. Rồi bây giờ mình bỏ con cá vô, xong mình với bạn Bin bắt đầu thi câu cá nha. Hiểu không? Ok không? Rồi bây giờ rồi bỏ vô, bỏ cá vô. Đây đồ chơi câu cá này là có cá rồi, có chuột nữa các bạn ơi. Đây thêm một cây búa nữa nha. Cây búa nè, đập nha nè. Rồi bây giờ bỏ cá vô nha. Rồi quá trời cá luôn. Ở cây câu đâu rồi bạn Bin? Đâu cây câu đâu? Rồi đây chia ra mỗi người một cây nha. Con á. À cái đó là đồ đập á, này là đồ đập nè. Rồi đồ đập. Rồi còn một con cá nữa. Rồi câu cá thôi, bắt đầu thi câu cá nè. Ai câu trước là thắng nha. Wow, bạn Bin câu nhanh dữ hả? Trời đất, các bạn bạn Bin câu được một con rồi. Chiêu, chiêu. Ôi dính rồi, dính rồi. Đây, trời. Rồi, câu lợn nha. Ê, đây, bắt thằng câu dính một con rồi nè. Thả không ra. Rồi, một con nha. Bạn Bin câu được con nào chưa? Chưa được luôn các bạn ơi. Khó câu quá, khó câu quá. Rồi, con cá. Mấy con cá này no hết rồi, dính nữa.
Rồi con nhanh lên nha, ai ai thắng là được thử mấy quả trứng nè. Đây 4 quả trứng luôn đó. Trời ơi dính hoài ta. Rồi câu lại nha. Trời ơi dính hoài à. Thì quá. À, mình quấn dây ngắn là mình mới dễ câu nha. Chỉ mình quấn. Rồi xong rồi, câu. Wow, trời bạn Vin hay quá. Bạn Vin câu được một con nữa rồi. Đây, yeah, rồi mình được hai con luôn. Bạn Vin hai con, mình hai con luôn nha các bạn. Ủa, bác Thành luôn á. Ôi cho luôn hả? Thank you. Thank you nha. Rồi thêm con này rồi bác Thành thắng rồi nha. Bác Thành thắng là bác Thành ăn hết trứng luôn á. Ok không? Ai thắng là ăn hết trứng luôn, chịu không? Chịu không? À trứng này hả? Thôi vậy giờ mình gỡ trứng ra nghe. Rồi. Ừ, gỡ trứng ra. Để đây đi, để đây đi mình gỡ trứng ra. Đây các bạn ơi, quá trời trứng luôn. Bây giờ gỡ trứng màu xanh lá cây nha. Rồi, mở ra pin ơi. Rồi, mở ra. Ơi, mạnh lên. Rồi. Đây các bạn ơi, bạn Vin sẽ mở cái trứng màu xanh lá cây có hình Doraemon với hình con khủng long nha. Ý, hình siêu nhân nhện chứ. Để coi bên trong có đồ chơi gì nha. Rồi, mấy con chim ở đây nó hót quá trời luôn nè. Rồi, trứng màu xanh, mở ra. Cái gì bên trong ta, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Wow, trời ơi, à một cái gì đây? Một hộp kẹo sô-cô-la. À cái đó cái gì vậy? Một cái ống nhòm mini hả? Trời ống nhòm gì bé xíu kì vậy? À các bạn ơi cái này cái đèn pin nha. À một con khủng long màu hồng hả? À còn hai cục kẹo nữa kìa bạn pin ơi. Đó các bạn xem. À kẹo dẻo đường nè, ngon lắm á. Rồi đây thêm một kẹo dẻo nữa nè. Rồi bây giờ mình mở trứng màu hồng ra nha. Trứng màu hồng đi. Ừ. Nãy giờ mình chưa mở trứng màu hồng. Ừ, còn hai trứng này chúng mình mở tiếp luôn. Rồi mở trứng màu hồng ra nha. Thôi mình tắt cái này nghe. Cá hát hoài vậy. Rồi bây giờ mình mở trứng màu hồng này nha các bạn. Wow. Có gì bên trong hả bạn Vin? Xong chưa? Chưa hả? Rồi xong rồi nha. Chưa luôn hả? Rồi đập trứng ra. Wow, cái gì vậy ta? Cái gì bên trong hả? Ui, ui con gì lạ chứ hả? Con gì lạ chứ bạn Pin? Các bạn ơi, nguyên một ổ xương khủng long nè. Xương khủng long màu xanh lá cây luôn. Còn gì nữa không? Wow, một con khủng long màu đỏ luôn các bạn ơi. À, đây một cái sô cô la nữa với hai cục kẹo luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình mở cây súng bong bóng này nghe bạn Pin. Rồi bây giờ bạn Pin sẽ mở cây súng bong bóng hình Doraemon ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cây súng hình Doraemon ra. Mình bắn bong bóng thử nha. Ôi, wow, đây, một cái súng bong bóng Doraemon. Rồi, để lên đây chứ để rớt bong bóng á. Đây nè các bạn ơi, đây cái súng Doraemon dễ thương ghê chưa. Còn đây là nước bong bóng nè. Rồi, bây giờ bắt đầu mình gắn vô nha. Rồi, gắn vô. Rồi, gắn bình nước vô. Rồi, súng đâu. Đây nè các bạn ơi, đây nước bong bóng nè, bằng pin nhúng vô. Rồi nhúng vô rồi bắn thử nha. Wow, hay dữ rồi ta. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng mình bắn thử nha, chịu không? Rồi nè nhúng vô. Bắn bằng cá đi. Thôi giờ bắn bằng cá đi mày. Ừ bắn vô cá thử coi. Ừ. Nghiệp nó hả? Ủa nhúng mạnh vô, nhúng nhiều vô. Rồi cao lên, bắn lên trời á. Rồi bắn thử lên trời nha. Wow, đó hay quá. Rồi đi, bắn thôi, bắn đi. Rồi đi kiếm xu, bắn xu đi. Xu đâu rồi? Xu đâu rồi? Xu chạy đâu mất tiêu rồi.
thôi vậy bắn gốc cây đi, đi tưới cây đi. Rồi tưới cây nha. Rồi tưới cây. Ừ rồi chạy qua kia, chạy qua kia. Rồi chạy quá. Chu 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 ch